Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Ngày ấy Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobê, Joseph, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Giuse Thợ là để ngày hôm nay chúng ta xin Chúa để thánh hóa công ăn việc làm của mỗi người chúng ta, dâng lên nhờ lời cầu bầu của thánh cả Giuse, chúng ta dâng lên cho Chúa những việc làm của chúng ta. Ngày hôm nay trong bài tin mừng mà Matthew chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu ngày hôm nay trở về quê quán của mình là tại làng Nazareth. Chắc có lẽ là Chúa Giêsu về để thăm mẹ Maria. Và cũng không biết được rằng Matthew không ghi lại, và tin mừng nhất lãm cũng không ghi lại là trong suốt 30 năm mà Chúa Giêsu sống tại Nazareth, Chúa Giêsu có được mời lên trong hội đường để đọc Kinh Thánh hay không. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại khác. Hôm nay gần như một ngày vinh quy bái tổ về làng, cho nên Chúa Giêsu được mời đi vào trong hội đường để giảng dạy. Và trong lúc mà người giảng dạy như vậy thì dân chúng là những người biết Chúa Giêsu. Họ biết Chúa Giêsu từ lúc Chúa Giêsu còn bé cho đến là một cậu thanh niên, biết được gốc tích của Chúa Giêsu là con của bác thợ mộc là ông Giuse, con của bà Maria, biết rõ lắm. Mà nghề mộc thì nó cũng không có gì hay, nó không có gọi là danh tiếng. Nghề mộc là một cái nghề tầm thường. Và chắc có lẽ Thánh Giuse cũng đã truyền nghề cho Chúa Giêsu nữa. Cho nên Chúa Giêsu ngày hôm nay được mang danh là con của bác thợ mộc. Và chúng ta nhìn lại lễ Thánh Giuse ngày hôm nay và nhìn lại cuộc đời của Chúa Giêsu thì Thánh Giuse quả thật là tuyệt vời. Để rồi đào tạo ra một người thợ mộc là Chúa Giêsu quá lành nghề. Thánh Giuse đã dùng đôi bàn tay của mình để chăm sóc gia đình của mình. Thánh Giuse đã dùng chính cái nghề mộc của mình để bảo vệ gia đình của mình. Chúa Giêsu, Thánh Giuse đã dùng chính đôi bàn tay của mình để đón tiếp mẹ Maria trở về nhà mình. Rồi Thánh Giuse dùng cả bàn tay của mình, dùng chính đôi tay của mình để làm một công việc tầm thường nhằm để dưỡng dục Chúa Giêsu và nuôi Chúa Giêsu lớn lên. Một công việc thợ mộc quá tầm thường, nhưng mà qua bàn tay của Thánh Giuse thì giờ phút này đây, cái nghề của Thánh Giuse lại được thánh hóa. Bởi vì cái nghề của Thánh Giuse giờ phút này đây được cộng tác vào trong chương trình cứu độ của Chúa. Giờ đây Thánh Giuse đã dùng chính đôi bàn tay của mình cộng tác vào chương trình cứu độ của nhân loại. Nhìn lại mẫu gương của Thánh Giuse để rồi nhìn lại vào chính mỗi người chúng ta. Không phải là lễ Thánh Giuse ngày hôm nay không phải là cầu nguyện cho các ông không, mà cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta. Bởi vì tất cả mọi người chúng ta đều là những người lao động. Ngày hôm nay Chúa cũng muốn dùng mỗi người chúng ta trở nên một khí cụ của Chúa, giống như Chúa đã dùng Thánh Giuse. Ngày hôm nay Chúa cũng muốn dùng bàn tay của chúng ta, giống như Chúa đã dùng bàn tay của Thánh Giuse. Ngày hôm nay Chúa cũng muốn dùng cái ngành nghề của mỗi người chúng ta, giống như Chúa đã dùng cái nghề thợ mộc của Thánh Giuse
để cộng tác vào trong chương trình sáng tạo và cứu độ của Chúa. Ngày hôm nay Chúa muốn dùng mỗi người chúng ta để mang Chúa đi vào đời, giống như Thánh Giuse đã từng dùng đôi bàn tay của Ngài để bảo vệ Chúa Giêsu và đưa Chúa Giêsu đi vào đời như thế nào, thì ngày hôm nay Chúa cũng muốn dùng đôi tay của chúng ta một lần nữa đưa Đức Giêsu đi vào trong đời sống của mỗi người chúng ta bằng chính đôi tay, bằng chính ngành nghề của chúng ta. Mỗi một ngành nghề của mỗi người chúng ta chắc chắn là nó khác nhau, nhưng mà nó lại mang một giá trị khác nhau. Dù là một người bán vé số, dù là một người tổng giám đốc, nhưng mà tất cả đều có một giá trị khác nhau. Và chính Chúa đã thánh hóa cái công việc của từng người, để rồi Chúa dùng công việc của mỗi người chúng ta, để dùng bàn tay của chúng ta, dùng con người của chúng ta để trở nên một nhân chứng sống động ngay trong lòng xã hội hôm nay bằng chính công việc của chúng ta đang làm. Qua chính công việc của mỗi người chúng ta, một lần nữa chúng ta mang Chúa Giêsu đi vào đời bằng chính đời sống chứng nhân của mỗi người chúng ta. Thánh lễ hôm nay được gọi là thánh lễ Giuse thợ. Để rồi nhờ lời cầu bầu của Thánh Giuse, một lần nữa chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta có đôi bàn tay. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta có công ăn việc làm. Dù là khác nhau nhưng tất cả đều là ân sủng của Chúa. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn ban cho chúng ta sức khỏe. Tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn ban cho chúng ta sự bình an. Để rồi chính sự bình an, chính sự cái sức khỏe mà Chúa đã ban mỗi người chúng ta giờ phút này đây, trở nên những người con cái của Chúa, trở nên những con người nhân chứng của Chúa. Bên cạnh đó, ngày hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cầu nguyện cho công việc của chúng ta, bởi vì Chúa muốn dùng công việc của mình trở nên nhân chứng. Chúa muốn dùng đôi bàn tay của chúng ta để làm việc, để chia sẻ, để đỡ nâng người khác. Để rồi công việc của chúng ta làm, cái đồng tiền mà chúng ta đã làm ra, nó mang một ý nghĩa, không phải chỉ là để nuôi dưỡng bản thân, không phải là để làm cho gia đình chúng ta đầy đủ vật chất. Nhưng giờ phút này đây, công việc của chúng ta trở thành một khí cụ của lòng nhân chứng. Ước chi lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa khẳng định lại cho mỗi người chúng ta, Chúa đã làm việc, Chúa là một người thợ mộc, thì mỗi ngành nghề của chúng ta đều là khí cụ của Chúa. Nhờ lời cầu bầu của Thánh cả Giuse, xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, chúc lành cho công việc của mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta là những người xây dựng hạnh phúc cho gia đình mình, xây dựng hạnh phúc trong lòng giáo hội, làm cho cả thế giới này nhận biết mỗi người chúng ta là con cái Chúa qua chính sự giúp đỡ, qua chính sự đỡ nâng của mỗi người chúng ta. Amen.